Xin chào anh em, Solomid bây giờ hot như tôm tươi. Đơn giản vị trí này không còn là cu li thứ hai của cả đội. Tại đây các vị tướng, kể cả là đầu game hay là late game đều có cơ hội tỏa sáng. Khi vào mà kinh nghiệm ngon hơn, gánh team dễ dàng. Nhưng nhiều anh em vẫn thắc mắc là sau bản cập nhật bổ sung lần 3 thì Pháp Sư còn nên cầm phù hiệu của băng xương hay không? Vì tận phút 5 mới được dùng, theo cái nhân SS thì vẫn dùng được nhé. Như anh em cũng biết là ở meta này kiểm soát mục tiêu rất là nhiều, đòi hỏi anh em không chỉ di chuyển mà còn chọn chất tướng phải hợp lý. Vậy thì chơi tướng mít nào ngon và trang bị phù hiệu cùng bảng ngọc ra sao cho meta? Quét tìm hiểu ngay nhé. Nếu anh em thấy hay và hợp gu, đừng quên like và đăng ký kênh đó. Siêu hot, tngshop.vn đang có sự kiện nạp thẻ thành công từ 50k trở lên, anh em sẽ nhận được ngay một lượt quay free tại vòng quay ưu đãi đặc quyền và có cơ hội nhận được nick VIP cùng với một cái lượng quân huy vô cùng giá trị. Ngoài ra mini game, nick game trên shop cũng đang giảm giá cực mạnh. Anh em còn đang suy nghĩ gì? Truy cập ngay ở tngshop.vn để tham gia ngay nào. Thứ nhất, Lily, pháp sư kiêm luôn vai trò sát thủ. Lily vươn mình với solo pick nhiều nhất trong vị tướng ở đường mid đó chính là 8 lần. Lily có khả năng cấu rỉa nè, dồn đam và khi cần sát thủ thực thụ luôn. Dù là con bài late nhưng ở meta game hiện tại ấy, Lily có nhiều sân chơi hơn, gánh sớm và gánh đội dễ dàng. Thành ra Lily được rất là nhiều game thủ tận dụng ở vị trí đường mid để có thể carry cả đội. Nói thẳng ra, team muốn có một thế trận an toàn về late thì pick Lily cho nó uy tín. Tầm cuối trận, với ngưỡng 4-5 trang bị trở lên thì combo chiêu 1 chiêu 2 ở dạng người đã khiến chủ lực kỳ địch bay màu rồi. Cho anh em xem giải sẽ thấy ở trận đấu mà Lily thể hiện độ gánh ra sao. Bên cạnh đó, một vị tướng cơ độ biến ảo, né chiêu tốt và gánh tốt như kiểu Lily là phương án hợp lý cho anh em các bạn đi rank. Đặc biệt là khi kẻ địch quá nhiều sát thủ, pick Lily sẽ an toàn hơn các vị tướng pháp sư đường mid khác. Ở meta này, Lily sẵn sàng lên giày xuyên phép nha anh em. Sau đó chịu bùng nổ nè, để có thể cấu rỉa. Nếu kẻ địch hồi máu nhiều quá, các bạn có thể lên sách ngay, còn không thì cứ bưng miệng hết kết. Sau đó chịu ôn mang để tăng đam, sau đó cầu băng xương cho nó an toàn. Như anh em hỏi là Lily hai gươm được không? Rồi là S ơi, đánh Lily hai gươm đi. Mặc dù lối đồ đó cao xé cận chiến giả mạnh, đặc biệt lợi thế băng trụ. Tuy nhiên Lily ở meta này, chúng ta ưu tiên được tướng giữ vị trí trước nè, để có thể gây nhiều lượng đam nhất thể, không nên quá hổ báo để đổi mạng nhá. Chỉ lao vào đúng thời điểm khi các bạn căn đủ đam và kết thúc kẻ địch. Chúng ta sử dụng thần quang sẽ là phù hiệu thích hợp cho lối chơi cấu rỉa của Lily, nâng max chiêu 1 nè, cài máu thấp nhất, bổ trợ tốc biến để tăng độ cơ động và biến ảo của mình. Ngoài ra có thể vận dụng thêm tốc biến để thoát thân hiệu quả khi cần. Còn ở rank vẫn một số anh em thích sử dụng điện kim, em thấy vẫn khá ok. Về bảng ngọc ấy thì cũng là ngọc cơ bản như vị tướng pháp sư khác thôi, anh em để xem để tham khảo nhé. Thứ hai, Chrissy. Thực tế ở trong giải anh em thấy được rằng một bên của Lily, bên kia cố gắng pick một vị tướng pháp sư late. Một kẻ thù không đội trời chung đó chính là Chrissy. Đây là hai con tướng late khỏe nhất ở meta này khi mà Chrissy có đến 8 lượt pick. Là pháp sư truyền thống nhưng Chrissy đang tung hoành không chỉ ở giải mà ở rank anh em dùng rất là nhiều với bộ thức giàu thương và đặc biệt là hiệu ứng khống chế của mình. Lối chơi của Chrissy khá đơn giản, cấu đỉa liên tục và khống chế sốc đam bất ngờ khi có cơ hội. So với Lily thì Chrissy không cơ động bằng, nhưng được cái là khả năng bảo kê chủ lực có ở chiêu 2, ao chiêu kẻ địch đặc biệt là bọn sát thủ dễ dàng, khống chế mục tiêu và dồn đam lập tức cùng team. Vấn đề anh em phải thấy được rằng ở cả ba thức của Chrissy ấy đều là sát thương rộng và có bộ kỹ năng có tầm khá xa, rút máu kẻ địch dễ dàng trước, sau và trong giao tranh nhé. Vậy thì câu hỏi đặt ra là Chrissy hiện tại dùng phù hiệu gì? Vì anh em đang phân vân rất là nhiều phù hiệu luyện kim, thần quang hay là ma tính đây. Đúng là từ khi luyện kim bị giảm sức mạnh thì ít có phù hiệu nào nó gọi là quá ưu việt. Vì giờ ấy, sử dụng phù hiệu đều có mục đích riêng và hiệu quả riêng của nó. Nhưng theo thống kê được ở giải, họ dùng thần quang là chủ yếu để tăng khả năng cấu rỉa đầu và giữa game. Vì dù gì giải ưu tiên sự an toàn mà. Còn anh em dùng ma tính vẫn ok thôi. Chrissy hồi chiêu nhanh hơn, bảo kê đồng đội và bản thân tốt hơn. Trang bị Chrissy hiện tại có hai lối chính nè. Anh em chú ý là một lối full dam của mấy con cấu rỉa dạng kiểu Lily, Chrissy hay là các vị tướng pháp sư khác, nó đều na ná giống nhau thôi. Còn lối hai là các game thủ tuyển thủ họ đánh giải hay dùng ấy, đó chính là không lên triệu bùng nổ đâu mà lên mặt nạ Berit, giống trong trận đấu này nè. Ek lên mặt nạ Berit từ sớm giúp Chrissy cứng hơn nè, tránh bị sốc đam, vừa thể gây nhiều sát thương lên các vị tướng tanker hoặc là an toàn hơn khi sát thủ địch lao vào. Chúng ta sử hiệu thần quang, nâng max chiêu 1, cài máu thấp nhất, bổ trợ tốc biến nhé. Ngọc chúng ta vẫn dùng chung ngọc mít cơ bản thôi anh em. Thứ ba, Rodion. Trong đợt thống kê gần đây, cách làm ở giải ấy, thì Rodion là vị tướng pháp sư mạnh được pick rất là nhiều ở cả ba server. Lần playoff này Rodion chỉ có 7 lượt pick, nhưng điều này không phản ánh chính xác sức mạnh của Rodion vì ở những ván đấu ấy có cả cấm chiến thuật và chơi chiến thuật cơ mà. Các việc thông số sang một bên thì đúng là chất tướng Rodion đang là vị tướng pháp sư đường mid hoàn hảo và toàn diện ở phiên bản này. Khả năng cấu rỉa nè, sát thương liên tục theo thời gian, độ cơ động để né chiêu từ chiêu 1 và kích chiêu 2, khả năng tạo đột biến cho nên hiệu ứng khống chế con bài này đều rất là mạnh. Kiểu pick nó xong ấy, anh em đánh kiểu gì và phối hợp được rất là nhiều đội hình từ bắt lẻ đến giao anh tổng cho đến băng trụ nhá. Có thể phiên bản hiện tại phù hiệu cầu ấy thì nó lâu tận 5 phút mà đồ hóa giải của trợ thủ nó tận 90 giây cơ. Anh em biết đó, Rodion đủ hồi chiêu thì hơn chục giây các bạn để 3 lần chiêu cuối rồi.
thì anh em tưởng tượng kẻ địch không có độ cơ động thì no đòn luôn nhá. Bộ trang bị cơ bản Rodeon gồm có giấy cường nè, mặt nạ, vương miện, quyền trượng rời hia, sách chuồn và cả cầu băng xương. Bộ trang bị này giúp Rodeon có khả năng sát thương phép mạnh và khả năng băng xả tuyệt vời. Ngoài ra ở giải ấy, xuất hiện cái lối trang bị biến chuyển tí khi bạn có thể lên giáp cái A từ sớm để tránh bị sốc đam nếu kẻ địch chơi hai phép hoặc là phép kẻ địch căng quá. Huy hiệu thì chúng ta có hai dạng này, ma chui đánh kiểu gây đam nhiều hơn và để anh em đeo đánh áp dụng nhiều. Còn thanh thuấn giúp cho Rodeon có lượng chống chịu tốt khi bạn băng cắt vào tranh, hay đơn giản hơn là chống khả năng bị sốc đam từ vị tướng sát thủ kẻ địch. Ngọc Rodeon ấy thì giống như vị tướng pháp sư khác thôi. Chúng ta sử dụng thanh thuấn này hoặc là ma chú nâng mắt chưa một cài máu thấp nhất bổ trợ thuốc biến nhé. Thứ tư, Iki. Mặc dù ở rank cao anh em mới chơi nhiều Iki và một số bộ phận người chơi ấy rất là hay chế Iki, nhưng ở giải Iki đủ khỏe để nằm trong top pháp sư mạnh. Khác với hội Lily, Chrissy, đánh lết thì Iki là một phương án hoàn hảo cho việc giúp team có thế trận tốt, tấn công, áp đặt ngay từ sớm. Em thấy là con bài này không quá khó chơi đâu, nếu gặp kẻ địch thiếu cơ động thì quá tuyệt vời. Chẳng qua nó không cơ động quá cao, dễ bị càn vào bởi bọn kiểu rứa bố Kyros, nhưng nội không yếu nhá. Về sát thương và độ khó chịu, con bài này phải gọi là chùm. Vị tướng này không dễ bắt khi chúng ta có chiêu 2 và vận dụng chiêu 2 tốt. Nếu tướng kẻ địch thuộc dạng lù đù ấy thì lại càng dễ dàng chăn thả tuyệt vời. Iki là vị tướng giúp team cấu rỉa chiêu tranh rất là tốt, nên nếu chẳng may team bị thất thế ấy, tung chiêu cuối và rỉa chiêu một cái là các bạn có thể dọn lính và thủ trụ an toàn rồi. Nhưng có một điểm trừ chính là việc giúp đồng đội ăn mục tiêu có vẻ hơi khó khăn một chút. Chiêu cuối khép góc và cấu rỉa tốt thì anh em chơi ép sân hoặc là giao tranh. Coi video anh em thấy rằng khi đủ đồ ấy, các vị tướng như kiểu Lily hay Ate ăn một quả chiêu cuối đã bay gần nửa máu rồi. Thế nên đây vị tướng được rất nhiều anh em game thủ chuyên nghiệp tin dùng với 7 lượt pick bằng với Rodeon nhé. Bộ trang bị bao gồm có giấy cường này hoặc là giấy thuật sĩ để hồi chiêu, mặt nạ Berit, vương miện hết kết, sách chuồn, quả cầu băng xương. Bên cạnh đó đến lúc các bạn thể lên thêm xuyên tâm lệnh nhé. Các nền đồ giúp anh em để tối đa hóa cái lượng sát thương của Iggy, đồng thời mang lại khả năng hồi chiêu nhanh này, giúp Iggy có thể hồi nội tại nhanh hơn. Đặc biệt là khi bạn trượt chiêu 2 hoặc là không có chiêu 2 khác ở lên tự định để các bạn có thể vận dụng chiêu thức liên tục. Thần quang là phụ hiệu thích hợp, đặc biệt là cái lối đánh cấu điều Iggy. Bên cạnh đó các bạn có thể vận dụng thêm luyện kim nhá, nâng mắc chiêu 1 cài mắc nhất bổ trợ tốc biến. Thứ năm, Raz. Cho anh em sẽ bất ngờ với tên Raz xuất hiện trong top 5 pháp sư được chơi nhiều nhất, chứ không phải là vị tướng anh em nghĩ trong đầu. Em biết là anh em đang thắc mắc là Zata ở đâu mà ông thần Raz lại có mặt ở đây. Zata sau khi chiêu cuối bị giảm ấy thì giải họ chơi cực kỳ hạn chế, mà họ chơi ấy thì cũng dễ bị tuyển thủ họ khắc chế, đó là nguyên nhân chính. Và Raz được Marit của VGaming và một số game thủ tận dụng để team của con bài sát thủ đảo ganh kiểm soát bản đồ tốt như khả năng đọc bản đồ và trích bụi. Cộng thêm cái lối chơi là lướt nè, một kỹ năng cấu rỉa sát thương vô cùng khó chịu luôn. Anh em đánh con Raz này cần phải tạo sức ép lớn ngay từ đầu game. Nếu rơi vào thế trận bị ép ấy thì sức mạnh Raz sẽ bị suy giảm hoặc là gặp kẻ địch không cứng. Bộ trang bị cơ bản như kiểu giấy cường nè, chiêu bùng nổ, vương miện hết kết, sách chuồn trợ mang và cả quyền trợ rờ hê. Bộ trang bị này mang lại cái lượng sát thương phép lớn cho Raz nè, có thể dễ dàng thực hiện một combo một mạng. Raz thì đã quá nổi tiếng với thần quang, nhưng meta này các bạn có thể dùng thêm ma chú nhé, đam cực to dồn đơn mục tiêu lại quá dễ dàng luôn. Chúng ta sử dụng thần quang hoặc là ma chú nâng mắc chiêu 1 cài mắt nhất nhé, bổ trợ đến nhà tốc biến rồi. Đó là 5 vị tướng được pick nhiều nhất. Còn sau đây là các vị tướng đi đường mid anh em không thể bỏ qua vì gồm cả pháp sư, đấu sĩ gợi ý cho anh em nhé, đầy đủ trang bị bảng ngọc và phù hiệu để anh em để chơi thoải mái luôn. Và đứng ở vị trí thứ 6 đó chính là Idomia với 4 lượt pick. Idomia là một con bài khống chế và giao tranh rất là mạnh. Anh nghĩ rằng nếu mà lựa chọn đúng đội hình và hợp lý, đặc biệt các bạn đi team, Idomia mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình nhé. Chẳng qua bây giờ các bạn đi rank đơn ấy thì thường lựa chọn những vị tướng để tự lo được, hoặc ý ra là kiểu Lily, kiểu Rodeon này dễ dàng hơn chơi cho anh em. Và Dirac đồng dạng giống Illumia với 4 lượt pick. Dirac được pick ở trong trận đấu rất là quan trọng. Anh em chắc xem qua giải thì sẽ thấy được ấn tượng về sức mạnh của vị tướng Dirac này rồi. Ở giai đoạn đầu game, khống chế đã khó chịu rồi đúng nào, nhưng cần rất là nhiều đồng đội để phụ giúp. Giai đoạn cuối, các bạn vẫn có thể đánh tốt. Tức là đây là một con bài cuối game vẫn có thể gánh đội tuyệt vời. Đặc biệt khi bạn pick đúng đội hình ấy, có thể ao chiêu được rất là nhiều cái lượng sát thương từ pháp sư kẻ địch hoặc là các vị tướng xạ thủ kẻ địch nhá. Dirac thấy đội hình tuyệt vời, chắn được, cản được, chơi ngay Dirac nhé. Ở vị trí thứ 8 đó chính là vị tướng Wonder. Các bạn không nhầm đâu, ép bảo rồi. Làm ở mid đi giải ấy, thì ép làm tổng hợp cả các vị tướng đấu sĩ và pháp sư, chứ không chỉ là các vị tướng pháp sư, và Wonder được lựa chọn rất là nhiều. Đặc biệt là trong trận chung kết có tận 2 lần Wonder đi mid ấy, thường chúng ta lên đam nhiều và trang bị sau thì mới lên thủ một chút để có thể đảm bảo khả năng sinh tồn. Tướng Wonder này càng nhiều đam, sức mạnh lại càng thể phát huy ở chiêu 1 và chiêu cuối nhá. Và Tolan, nếu các bạn xem ở video đi rừng rồi sẽ biết được rằng
lượng pick đi rừng khá khá Tulane đấy. Nhưng mà đi đứng mid Tulane không kém cạnh. Vậy nên nếu các bạn đi rank ấy, cứ áp dụng đi, bởi vì đây là một con bài ở dạng đầu game băng xả vẫn rất là tuyệt vời. Đi mid đi rừng để ok nhá. Không thể bỏ qua được đó chính là vị tướng Điêu Thuyền. Điêu Thuyền đã được pick ở trong vài lượt trận. Và đây là một con bài có khả năng khống chế rất tuyệt vời. Đặc biệt có thể ao chiêu các vị tướng đấu sĩ hay là sát thủ băng xả vào. Đương nhiên đây là vị tướng cần kỹ năng định hướng của anh em rất là nhiều. Một chút ảo diệu, một chút hack não sẽ khiến vị tướng này có thể dễ dàng phát huy sức mạnh hơn. Song hành với Wonder thì chúng ta có cả Zena đi đứng mid nhé mấy ông ơi. Thì trang bị ở bảo ngọc này hy vọng giúp cho anh em nếu mà kiểu muốn đổi gió hoặc là giữ chúng ta là tướng phép thì bạn hoàn toàn để cầm Zena đi đứng mid thoải mái nhá. Khả năng và bộ ý thức của Zena giúp vị tướng này dọn lính nhanh nè và có thể đào đường tuyệt vời. Nếu đi team tận dụng thôi. Ở trong vòng playoff và chung kết thì Zata có hai lượt chơi, một lượt chơi của Xuân Bách thì anh em thấy đó. Tuyển thủ họ khắc chế rất là nhiều khiến cho Zata rất là khó để chơi được. Đó là lý do vì sao mà sau khi hiệu chỉnh sức mạnh nè và các tuyển thủ họ biết cách để có thể áp chế sức mạnh của Zata nên vị tướng này được chơi rất là ít. Kể cả rank bây giờ vậy thôi, anh em sống nhiều và lượng người chơi đã giảm sút ra nhiều rồi. Và Malok không khác gì Zena và Wonder đâu. Vị tướng này được đẩy ra mid, nó là con bài là quá quen thuộc rồi. Sắp tới được hiệu chỉnh thì càng tuyệt vời hơn đúng không nào. Và đó là tất cả các vị tướng, đặc biệt là tướng đứng mid gồm có đấu sĩ, pháp sư được xuất hiện tại giải đấu playoff 27 trên 28 trận quan trọng, siêu siêu quan trọng rồi mấy ông ơi. Và tiệm cận nhất ở hiện tại, nên các bạn hoàn toàn có thể áp dụng vào rank chơi và thử sức đeo rank vèo vèo nhé. Các bạn đừng quên bấm nút like nếu bạn thích video và xem lại các video về các vị trí khác từ rừng, mid, xạ thủ, ở trợ thủ và cả solo đường không thể thiếu được để có cho mình trang bị và bảo ngọc hợp meta nhất nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây là CD review giải đấu. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.